Wow. Rồi mình chào tất cả các bạn đã đến với kênh miền Tây Đổi Mới nha. Ồ, chuyến này nạt chạy dữ ta. Lên khối hết. Dữ vậy. Và tút ngoài bên sông bên kia rồi nha. Nước hiện tại nước bây giờ đang đạp xuống rất là mạnh nha các bạn. Các bạn có thể thấy những lục bình ở trên sông nè. Bên đây là hai chiếc xà lan đang chuẩn bị quẹo vào dàm kỳ hôn nha. Gì vậy? Bên đây thì xà lan rất là lớn nha các bạn. Chiếc này đang ra sông nè. Ôi lên khói đen hết trơn rồi. Bên đây một chiếc nữa. Mà chiếc ghe này nói gì vậy ta? Ghe này ghe cát thôi, cái gì trên sông này dài thòn luôn nè. Đây bên đây là xà lan chở hàng khô ha, đang chuẩn bị quẹo vào dàm nha các bạn. Thấy sao thấy cũng lên khói hết nè. Ở phía sau thì có chiếc xà lan làm cũng rất là đẹp nha. Đây, đang bị tiến vào dàm luôn nha các bạn. Tiếp bên đây thì chở cũng cắm bẹp hết nè. À, đang quẹo xuống đó. Rồi, chiếc xà lan nhỏ, chiếc xà lan chở cát, rồi chiếc xà lan, rồi chiếc nhỏ này bị nước hút vô chắc luôn nè. À, thấy không, nước hút vô quá. Rồi bên đây tàu ghe rất là đông tấp nập trên sông luôn nha các bạn. Xích dưới đây thì có tàu đánh cá đang di chuyển lên nữa nè. À, cũng này chạy đông nghẹt luôn ha. Cái này ở Tiền Giang nha các bạn. À, phía sau này thì xà lan hai cabin đang di chuyển lên nè. Đây ở trong dàm kỳ hôn đang ra những chiếc xà lan nữa, mình nghe tiếng nó chạy hù hù tới đây nè. Cái này là tàu đánh cá nha. Hay những cái xe treo bên hông rất là nhiều luôn nè. Những cái kết nè, cái sọt. Xà lan ở đây bắt đầu lên ga chạy rồi nè. À, chạy giữ xích bên kia vướng cái bụi cây mình không có thấy được nha các bạn. Phía xa xa phía trước rồi vướng bụi cây hết nói được luôn. Có tàu đánh cá đang di chuyển ra nữa nè. Hai ba chiếc xà lan trong dàm đâm ra rất là nhiều luôn nè. Bên
đây có thể thấy được chưa ta, để mình quay qua thử ở đó. Bên đây thấy có thể thấy được tàu đánh cá với xà lan trong dàm vừa đâm ra nha các bạn. Bên đây thì có những chiếc ghe gỗ chở cát nè. Đây bên đây chiếc xà lan này đang đâm ngang sông vào dàm nha các bạn. Bên đây thì có những chiếc xà lan chở container với xà lan chở gỗ từ trong dàm đang quẹo ra rất là nhiều luôn nè. Cái này thì đang vô nha. Đây chuẩn bị xà lan chở container chuẩn bị ra tới nè. Đã còn dưới cái bụi cây cho nên mình chưa có thấy được nha. Xà lan này chở cát hay gì bằng trang luôn rồi. Thâm dân 07. Đây, bên đây thì mình thấy được xà lan chở container đang di chuyển ra nha các bạn. Chiếc này chở có mấy thùng à? Chiếc này ở Đồng Tháp nha. 22242. Ở đây nói đuôi với chiếc này là chiếc xà lan chở gỗ nha các bạn, chạy ga cũng lớn nữa nè. Đây xà lan này chở gỗ đang ra tới nha. Gỗ này gỗ cây cũng nhỏ nhỏ chứ không có bự lắm. Cái nở Sóc Trăng nha các bạn. Đây, chiếc này điền được. Ở trên thì xà lan chở container tới đích rồi. Đây mình chào tất cả các bạn đã đến với kênh Miền Tây Đá Mới nha. Hôm nay mình xem hai chiếc tàu đẩy bon cát này đang từ ở bên sông bên kia nha các bạn. Vừa nhổ neo xong rồi đang di chuyển qua cái ngã ba dàm Kỳ Hôn bên đây nha. Nước thì đang chảy cũng rất là xiết nha các bạn. Chạy cái này chạy cũng lớn rồi nha. Ở phía sau này thì có một chiếc xà lan cũng đang chở rất là khẩm nè các bạn. Bên kia thì chiếc tàu chở xăng dầu ở phía sau nha. Đây hai chiếc này đang di chuyển vô tới nha. Nước đạp rất là mạnh nha các bạn. Các bạn nhớ ấn đăng ký like ủng hộ cho mình nhé nha. Nước đang đạp xuống nè các bạn, thấy rõ luôn ha. Đây ở trong dàm thì có những chiếc xà lan tàu chở xăng dầu đồ đang di chuyển ra ngã ba nha các bạn. Chạy cũng ra rất là lớn nha. Đây, chạy tới rồi nè, chiếc tàu này thì tàu chở xăng dầu nha các bạn.
Đây cái này để Tiền Giang số 9 nha. À, chạy cũng sáng sáng nước hết nè.